5 dấu hiệu để nhận biết lừa đảo trên không gian mạng. 1. Ưu đãi hấp dẫn. Các đối tượng sẽ đưa ra các ưu đãi, ví dụ như giá mua vật phẩm thấp hơn nhiều so với giá trị trường hoặc không tưởng tượng được, khiến cho bạn cảm thấy dễ dàng nhận được lợi nhuận khi thực hiện theo lời hướng dẫn của đối tượng. 2. Yêu cầu kết bạn bất ngờ. Bạn nhận được một lời mời kết bạn trên nền tảng ứng dụng Zalo, Facebook, Telegram, Tinder. Làm quen từ một người không hề quen biết. Sau một thời gian nói chuyện gây dựng lòng tin, sẽ mời bạn tham gia đầu tư chứng khoán hoặc nhờ nhận món đồ có giá trị lớn gửi về từ nước ngoài. 3. Chuyển tiền khẩn. Bạn nhận được một cuộc gọi của một số điện thoại lạ, yêu cầu bạn chuyển một số tiền lớn. Thông thường đối tượng sẽ giả làm công an, viện kiểm sát, tòa án, nhân viên hải quan, yêu cầu bạn chuyển tiền vào một số tài khoản do đối tượng cung cấp, hoặc đưa ra lý do người nhà bạn đang bị cấp cứu nằm viện, cần nộp tiền để được cứu chữa ngay. 4. Yêu cầu cung cấp OTP. Bạn nhận được cuộc gọi của nhân viên ngân hàng, yêu cầu bạn cung cấp mã OTP do ngân hàng gửi đến để xử lý sự cố giao dịch, hoặc để kích hoạt thẻ tín dụng. Hãy nhớ, các ngân hàng luôn cảnh báo bạn không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai, vì nhân viên ngân hàng không bao giờ gọi điện yêu cầu bạn cung cấp mã OTP. 5. Quét mã QR hoặc bấm vào đường link lạ. Bạn nhận được mã QR code hoặc đường link dẫn đến trang web do một người bạn nhờ bạn quét hoặc bấm vào đường link để bình chọn cho con hoặc một người bạn tham gia cuộc thi trên Internet. Khi bạn quét mã QR hay click vào đường link, sẽ bị mất thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng hoặc những dữ liệu quan trọng. Cuối cùng, hãy ghi nhớ những nhận biết trên để bảo vệ thông tin và tài sản của bạn nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người để cùng nhau bảo vệ thông tin và tài sản, không để kẻ gian lợi dụng nhé. Chào thân ái!